De Bruyne. Quả tắc. Alvarez. Foden. Đánh đá. Phải sụp đổ. Vẫn là quả tạt mang thương hiệu của Kevin De Bruyne loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự của Crystal Palace. Alvarez cũng kịp đóng góp trong tình huống này với một quả chạm bóng bằng đầu. Đường chuyền như đặt. Bernardo. Alvarez. Tiếp tục là Bernardo. Cú đúp của Lee Allen. 3-2 cho Manchester City. Hiệp 1 là một hiệp đấu rất chật vật, rất khó khăn của Lee Allen. Nhưng khi mà Pep gia tăng thêm hỏa lực trên hàng công thì không gian xung quanh Erling Haaland đã trở nên rộng hơn. Và dứt điểm hụt của John. Và pha pressing rất hay. Inke Gundogan. Đường chuyền cho Erling Haaland. Che chắn rất khôn ngoan. Hat-trick cho Erling Haaland. 4-2 cho Manchester City. Với hat-trick của Erling Haaland. Pha thoát pressing và lên bóng từ sân nhà mẫu mực của Man City. Joe quá yếu đuối trước sức mạnh của Erling Haaland. Thêm một hàng phòng ngự nữa mà Erling. Bây giờ lại là một phương án mới. Haaland! Manchester City vẫn hoạt động một cách cực kỳ nhịp nhàng. Một đường chuyền sớm của Phil Foden. Erling Haaland đã di chuyển đai bắt hậu vệ của Nottingham. Đường chuyền non lực của Dean Henderson. Erling Haaland. Cú đá. Erling Haaland. Vào! Man City không chỉ trông chờ bàn thắng, không chỉ trông chờ một bàn duy nhất mà còn trông chờ nhiều bàn và trông chờ vào những cú hat-trick. Nottingham Forest muốn triển khai bóng từ vị trí của Dean Henderson nhưng họ làm chưa đủ tốt. Và Manchester City thì quá giỏi trong chuyện đoạt bóng. Đánh đầu, cột xa, đánh đầu. Hat-trick của Erling Haaland. Dành cho Erling Haaland này. Những đường bóng bổng liên tiếp của cầu thủ Manchester City. Có sự điệu đà. Có sự mạnh mẽ. Ivan Toni cùng với Meslier. Lấy đà rất ngắn. Ivan Toni. Không cần quá nhiều đà. Nhưng Ivan Toni vẫn dễ dàng đánh lừa được Meslier, cú đá có lực. Tuyệt vời! Wow! Người găng đền của Lucien tất cả. Cú đá quá bất ngờ, bóng hướng thẳng về góc xa. Meslier đã đứng chôn chân. Quỹ đạo của quả bóng cũng là quá khó. Về trung tâm của Liên Chuyên Tức đã cướp bóng được ở khu vực giữa sân và mở ra thời cơ. Ivan Toni. Ivan Toni. Ivan Toni. Vào! Meslier đã nỗ lực lao ra để cản phá tình huống băng xuống của Lewis Potter. Anh có thể thành công sau khi ngăn cản được Lewis Potter, nhưng bóng vô tình tới chỗ của Ivan Toni. Số 17 xử lý quá bình tĩnh. Đi bóng vượt qua được Meslier.
và những người đồng đội khác của thủ môn bên phía đội khách. Trải chấp rất tốt của Betaker. Son Heung-min, cơ hội dành cho Son Heung-min, dứt điểm. Trong pha bóng vừa rồi, công lớn trong tình huống này thuộc về Betaker. Chính tiền vệ người Uruguay đã cướp bóng và kiến tạo cho Son Heung-min. Pha xử lý rất chuẩn mực của ngôi sao người Hàn Quốc. Đúng là phong cách Son Heung-min. Dứt điểm bằng chân trái, tuyệt vời. Họ đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi. Harry Kane là người đã kiến tạo cho người đồng đội. Và dứt điểm rất đẹp mắt của Son Heung-min. Cả hai pha làm bàn của anh đều không cho thủ môn Danny Ward một cơ hội. Tốc độ của Højbjerg. Bên phải là Harry Kane. Son Heung-min, dứt điểm. Patrick dành cho Son Heung-min. Vấn đề ở khả năng phòng ngự là do việc Liverpool luôn đẩy cao đội hình để pressing tầm cao. Cơ hội dành cho Brighton. Dứt điểm. Các tiền vệ của Liverpool đã xử lý không tốt. Chùa Sa đã vượt qua được Alexander Arnold. Và bằng cú dứt điểm quyết đoán của mình thì anh hạ gục nốt Alisson Becker. Sự chần chừ tới từ đội trưởng Jordan Henderson. Estupinan. Danny Welbeck. Welbeck. Dứt điểm. Lại là Chua Sát sau những tình huống bàn bật với độ chính xác cao. Và Alexander Arnold là người đã không thể kiểm soát được bóng trong tình huống trước đó. Có vẻ như trước lỗi việt vị của Chua Sát khi anh vẫn đứng trên Virgil van Dijk. Không một ai theo kèm cầu thủ người Bỉ cả. Gặp câu lạc bộ Arsenal vào ngày 9 tháng 10. Mitoma. Dứt điểm. Tỷ số là 3-0. Một bữa tiệc bàn thắng tưng bừng trên sân Anfield. Thì Brighton đã bất ngờ có được câu trả lời. Welbeck là người nhận bóng. Tình huống phối hợp ở biên trái với sự hiện diện của Mitoma. Có bóng đi qua một loạt cầu thủ nhưng không ai tiếp cận được. Và rồi nó đến với vị trí của Trussard. Cơ hội cho Man City. Bernardo Silva. Đường chuyền ở tầm thấp. Đã nghĩ rằng đó là một tình huống chuyền bổng vào phía trong của Silva cho Erling Haaland. Và một lần nữa chúng ta lại nhìn thấy minh chứng về sự toàn diện của đội bóng của đội viên Pep Guardiola. Họ có nhiều cầu thủ, có khả năng dứt điểm và khả năng chạy chỗ. Đây cũng cực kỳ lợi hại trong các pha bóng phản công. Erling Haaland. Kín phá đôi. Khác nhau. Và đây là một pha bóng phản công, một thứ mà Man City ở mùa giải năm nay được đánh giá rất cao. Thì Man City cũng cho thấy họ toàn diện đến như thế nào. Họ có thể chơi và ghi bàn trên nhiều góc độ. Và Erling Haaland bây giờ đóng vai trò của một người kiến tạo. Erling Haaland. Erling Haaland. Phía pha đơn. Phía pha đơn đã hướng ánh mắt của mình về phía trọng tài. Và sau đó anh mừng. Có quá đông những cầu thủ nhưng Man City vẫn tạo ra được sự khác biệt.
Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Chưa biệt vị, Erling Haaland đã có một đường truyền xuất sắc dành cho Phil Foden. Lisandro Martinez cùng với Lindelof không có được một tính thông tin đủ tốt cho nhau. Kevin De Bruyne đánh đâu? Silva, và trọng tài đã công nhận bàn thắng. Ở một sân khấu derby, sân khấu ở trên sân nhà của Erling Haaland, nơi mà anh bật cao hơn tất cả và giúp cho đội bóng đã lăn qua vạch cầu môn cách hoàn toàn. Kevin De Bruyne, De Bruyne, Erling Haaland, và Erling Haaland đã di chuyển về phía sau của Raphael Varane ở trong tình huống này. Kevin De Bruyne vẫn là người kiến tạo, còn Erling Haaland vẫn có cơ hội để dẫn đến bàn thắng. Kevin De Bruyne cắm ngang, hat-trick rồi. Đài truyền hình khác nhau và một sự đối lập. Và bây giờ thì người có sự hân hoan và niềm vui đương nhiên là cha của Erling Haaland, và đặc biệt là Erling Haaland với một cú hat-trick. Martinez là người đã bỏ quên Erling Haaland ở trong tình huống vừa rồi. Đúng là Riyad Mahrez, đôi chân rất khéo léo của Mahrez. Đánh đá! Kiến tạo thứ 11 của anh ở giải đấu năm nay. Vẫn là một bài tấn công quen thuộc, nhưng lần này thì người tạt vào không phải Lewis nữa mà là Kevin De Bruyne. Nó chất lượng hơn rất nhiều. Và ở phía trong thì Haaland 2-0 cho Man City. 24 bàn thắng. Con số này nhiều hơn cả toàn đội Chelsea. Lúc này mới có được 22 bàn. Rất nguy hiểm. Thủ thành cho Cesa. Không hiểu do Cesa nghĩ gì mà anh tạo ra một đường truyền như kiến tạo cho Mahrez. Và một món quà mà Mahrez dành tặng